Chủ cái quạt mạnh. Mạnh đấy, cái điều hòa đấy. Vô ngực nè. Hậu hay ai đó? Hậu. Anh chỉnh cái quạt cho nó quay quay hoặc lăng răng đi chứ để vô ngực á. Ngực chịu. Đang sưng nè. Cục này ra.
Chưa có ai rửa mặt bên đây luôn. Đi lại mới nói là Hảo. Không, thì đó làm. Rồi em làm hả? Còn khách trên đây này Hảo. Đi căn khách trên đó làm hả? Em làm hết rồi. Thôi từ từ nữa, chờ 10 phút mới. Nên 10 phút nữa. Chút xíu là gỡ, là không có người gỡ nữa. Có dặn lấy con bé nó nữa chưa được. Dặn gì mà? Dặn lấy tiền bé nó chừng nữa. Điện đi thì lấy cái con bé áo đen đó. Lấy trăm ngàn thôi. Vẫn có cục mụn với mấy. Nhưng mà ý là dặn dặn lại đây, từ cái giường phía ngoài vô mà tính từ thứ hai ngày lấy 100.000 thôi. Chị bé nó ít một. Giường số 2, giường số 2. Bao đen nó bao đen là được. Bao đen. Con bộ hả bác? Con bộ hả? À, đợi đợi xíu. Nãy ông Phướng vào đây ông đi đâu mình hay gì mà 5 phút cái là chưa rửa luôn, chưa có ai rửa luôn. Villa về xong rồi bị bong răng luôn đó má.
Ai biết tự nhiên tối nó ngủ băm xong cứ rồi về cứ bị băm răng luôn này. Ai biết chị? Đâu biết? Trời má. Ê chưa? Thank you.